vậy? Công sở tối hả? Không sao đâu, có cô ở đây rồi. Mấy người là ai? Xin tự giới thiệu, tôi là... Tôi nhận ra rồi. Anh là Phạm Gia Khang, CEO công ty giải trí Empire. Còn đây là anh hai của tôi. Anh hai của Phạm Gia Khang, tức là Phạm Gia Bách, chủ tịch tập đoàn Phạm Gia. Còn thằng bé này là ai? Nó là con tôi. Nói cho tôi biết yêu cầu của cô. Ý của anh tôi là cô đã cứu Gia Bảo, cho nên anh tôi muốn đền ơn cô. Đền ơn cho tôi hả? Tôi không cần đâu. Ý của anh tôi là anh tôi không muốn nợ nần ai cả. Vì vậy nếu như có yêu cầu gì thì cô cứ nói. Thôi khỏi, tôi nói không cần thiệt. Cô không cần thiệt sao? Vậy rốt cuộc các người muốn làm sao? Cô lấy tôi đi. Đừng nói là tôi cứu con trai anh rồi anh định lấy thân báo đáp đó nha. Cứ cho là vậy. Dù cho trái đất có lớn thế nào, em tin sẽ có một ngày mình gặp lại nhau dẫu đang ở đâu. Thời gian đôi khi là một phép màu cho em được quên đớn đau, mỉm cười cùng người ngày sau. Nhiều năm trôi qua ngỡ lỡ duyên rồi, như mây với gió vận trời, định mệnh ngày xưa thoáng qua mà thôi. Ngờ đâu tất cả chỉ mới bắt đầu, cho anh và em được viết tiếp chuyện tình ngọt ngào. Và em luôn tin đôi mình là của nhau. Cuộc đời dài dặn biết bao và thật nhiều điều lớn lao, mình chỉ là những ánh sao nhỏ nhỏ giữa trời. Được gặp lại nhau rất nhiệm màu và đường còn dài phía sau. Đợi chờ đã từ rất lâu, ngày mà mình về với nhau, ngày mà người được thấy em cười xinh trong vai trắng đi bên cạnh nhau. Anh Bách, đây là đâu? Biệt thự của tôi. Nếu cô không thích ở đây, chúng ta có thể dời đến căn biệt thự nào cô cảm thấy thoải mái nhất là được. Tôi không cần đâu, tôi ở đây được rồi. Đăng ký ngay combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng giảm giá 30% chỉ có ở Vion.